trong bài giảng kinh pháp cú kệ 43, 44, 45, sư nói là khi nguyện sau khi làm phước thì phải nguyện bằng lời nói. Sư cho con hỏi là tại sao mình có thể nguyện trong suy nghĩ hay không? Ừ. Khi mà Đức Phật còn là một chúng sanh tìm cầu giác ngộ, thì con đường của một chúng sanh tìm cầu giác ngộ để đi đến cái đạo lộ giác ngộ nó trải qua ba giai đoạn thứ nhất là phát nguyện trong tâm thứ hai là phát nguyện thành lời và thứ ba là được Phật Thọ ký tức là đó cái thời buổi ban đầu khi một chúng sanh mà muốn đi đến con đường giác ngộ họ còn ngại lắm ngại nói cái, lời, cái, cái 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 nguyện của họ nói ra cho người khác bởi vì nói ra họ sẽ bị thử thách hoặc là nói ra họ sẽ bị chê cười bởi vì họ cảm thấy là mình còn chưa có đủ đức, chưa có đủ đức, chưa có đủ đức hạnh, chưa có đủ ba la mật, cho nên họ chỉ dám suy nghĩ trong tâm thôi. Đó là giai đoạn đầu, ừ, giai đoạn đầu. tức là mình có cái nguyện gì đó, mình phát nguyện trong tâm, rồi cho đến khi mà vị ấy thực hành ba la mật rất là nhiều rồi, và vị ấy tự tin, tự tin đứng trước thử thách, tự tin để công bố cái lời nguyện của mình cho người khác biết thì vị đó đi đến cái giai đoạn thứ hai tức là phát nguyện thành lời. Thì khi vị ấy phát nguyện thành lời đó thì vị ấy sẵn sàng để nhận um, thử thách. Đấy. Và đến giai đoạn thứ ba là giai đoạn được Phật thọ ký. Đấy. Thì um, chúng ta cũng vậy. Có những cái lời nguyện của chúng ta đó mà chúng ta chưa có tự tin à, và chúng ta cảm thấy ngại chúng ta cảm thấy mắc cỡ chúng ta cảm thấy là mình phước đức của mình chưa có đủ thì quý vị có thể phát nguyện ở trong tâm cũng không có sao à, phát nguyện trong tâm cũng không có sao nhưng mà khi quý vị phát nguyện trong tâm á, nó có nghĩa là cái con đường tu của mình còn kém lắm mình còn chưa dám bước qua lên cái bước thứ hai là phát nguyện thành lời dù cái lời nguyện đó nó chưa nó chưa có đến mức là phát nguyện um, kinh khủng như là nguyện thành một vị chánh đẳng chánh giác chưa tới mức độ đó nhưng mà những cái lời nguyện tương tự như vậy mình cũng còn ngại mình không dám nói thành lời thì đương nhiên được quý vị có thể là phát nguyện ở trong tâm được ha không có sao hết nhưng mà sư vẫn khuyến khích là chúng ta nên đi đến một bước nữa tức là chúng ta phát nguyện thành lời thì khi chúng ta phát nguyện thành lời như vậy đó cái cái nguyện của chúng ta nó được củng cố nó được kiên cố hơn và cái thứ hai là chúng ta sẽ có người làm chứng cái người làm chứng ở đây đó nếu như mà có những người xung quanh thì những người xung quanh đó có thể làm chứng cho chúng ta nhưng nếu như không có những người xung quanh thì chư thiên sẽ làm chứng cho chúng ta à, có một lần ấy. À, có một uh, chú thì chú um, có cái ý muốn xuất gia nhưng mà cái ý muốn nó chưa có mạnh nhưng mà sư dùng cái cách sư nói là khi mà nói khi mà khi mà chú nói chú nhớ nha chú đang nói trước cái sự chứng kiến của một vị tỳ kheo thì tự nhiên là quý vị thấy là cái lời nói của lời nói của vị này là không có nhẹ rồi Ví dụ như mà mình chỉ nghĩ ở trong đầu không thôi đó Thì cái suy nghĩ, cái mong muốn, cái, lợi, cái nguyện vọng đó nó rất là hời hợt Nhưng khi mình nói ra, sư nói Nhớ nha Chú đang nói trước sự chứng kiến của một vị tỳ kheo Thì là tự nhiên là cái cái lời nói của mình đó, Nó có chất lượng liền, nó có sức nặng liền ừ. Rồi cái thứ hai là sư nói nữa Bây giờ chú đi ra cậu bồ đề Chú lặp lại lời nguyện đó một lần nữa Thì chư thiên sẽ làm chứng và sẽ trợ duyên cho chúng cho nên khi mà chúng ta có cái lời nói mà chúng ta nguyện thành lời như vậy đó thì nó sẽ mãnh liệt hơn ừ, nó sẽ có chất lượng hơn nó sẽ có trọng lượng hơn là khi chúng ta chỉ đơn thuần là chúng ta chỉ ước nguyện trong tâm tại vì cái ước nguyện trong tâm xin thưa là nó nhẹ lắm nó nhẹ lắm ừ.